Chào các bạn, hôm nay thì Pi đã bắt đầu update lại app rồi các bạn ạ. Pi có phiên bản mới của mũ Pi này, chính này update thì sẽ tốt hơn này. Rồi update thôi, cập nhật đi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, Pi có 10 triệu lượt tải xuống này, nó và được đánh giá là 4,7, một mức đánh giá rất là cao, cho 5 sao rất là cao. Đây là một ứng dụng rất là đáng tin tưởng, mình cũng đánh giá 5 sao này. Nếu các bạn đăng ký thì có thể là dùng mã mời của mình nhé. Nguyên về này. Đây chúng ta sẽ mở ra này. Đấy. Phần này là đã có tiếng Việt rồi các bạn này. Đấy, Pi đã cập nhật tiếng Việt rồi này. Đó. Phần khảo sát này, khảo sát thì mình đã gửi khảo sát rồi. Đấy, mỗi người được khảo sát 1 lần. Rồi. Chúc các bạn thành công nhé.